Vâng, một lần nữa Nông dân Cộng sản Ruby xin chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Sau đây Ruby đi vào cái nội dung thứ nhất, vạch trần bản chất phản động của tổ chức Tin lành Đấng Christ. Tổ chức Tin lành Đấng Christ này, viết tắt là UMCC, được thành lập vào năm 2001 tại Mỹ. Tại Việt Nam ấy, UMCC thực chất không phải là một hệ phái Tin lành thuần túy mà là một tổ chức phản động núp bóng đạn Tin lành, tập hợp các tín đồ là người dân tộc thiểu số ở trong nước ấy, liên kết với các nhóm Tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số. Phương thức hoạt động của UMCC tương tự như đạo Tin lành đề ga đó. Cầm đầu cái tổ chức UMCC là Amazoi, sinh năm 1952, quê tại Đắk Lắk, dân tộc ED, đối tượng Fluro ở Mỹ. Y nguyên là đại tá Phunro Ba, tức là từng đứng đầu với tổ chức Phunro lưu vong, hội người thượng đề ga MDA. MDA này này, tổ chức được cơ quan di trú Mỹ chọn làm đại diện giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tại Mỹ. Y Hin nhiều lần được các thế lực thù địch cực đoan tạo điều kiện thành lập ra điều trần ở Quốc hội Mỹ về tình hình tôn giáo dân chủ của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, Việt Nam đó. Và ở Mỹ, hắn vu cáo Việt Nam đàn áp xâm chiếm đất đai của người dân tộc thiểu số, kêu gọi chính quyền Mỹ can thiệp gây sức ép trước khi trao cái quy chế, gọi là quy chế tối hệ quốc cho Việt Nam đó. Cái tên Ehin này này, hắn thành lập ra rất là nhiều cái hội đoàn ở bên nước Mỹ đấy, và tập hợp được rất là nhiều 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 cái thành phần tham gia và kêu gọi đóng tiền mà hắn cho hắn để hắn thành lập các tổ chức này, tổ chức nọ để chống đối nhà nước Việt Nam. Ngoài Ehin hoạt động tích cực cho cái UMCC này này, còn có một số đối tượng cốt cán như Y Gang ở Mỹ này, Y Quy Brắc, Y Frick Hơ Đon, Y hắn ở Thái Lan. Còn Y Greg Bay ở Đắk Lắk này, vân vân. Trong đó Y Ga là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai truy nã về tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Y Quy Bắp này này, Brắp đấy, có bố từng bị vào tù vì hoạt động Phunro đấy. Bắp này, hắn mang nặng cái tư tưởng hận thù từ khi bố bị vào tù do tổ chức hoạt động tham gia nhóm Phunro. Từ khi còn học trên ghế nhà trường, Y đã thể hiện tư tưởng ủng hộ Phunro, tìm cách móc nối Phunro lưu vong để hoạt động tuyên truyền chống nhà nước. Do bị bắt nên năm 2018 đã bỏ trốn sang Thái Lan. Y cấu kết với một số đối tượng phản động lập ra nhiều cái tài khoản Facebook, YouTube để đăng bài xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm, bóp méo sự thật, thổi phồng cái tình hình ở trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh ở khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc. Bọn chúng thực hiện cái âm mưu chia tách Tây Nguyên thành lập cái gọi là nhà nước đề ga. Trong những năm qua, tổ chức UMCC này được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, tìm cách móc nối liên kết với các tổ chức phản động lưu vong, các tổ chức Phunro lưu vong, hoặc là các tổ chức như Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS,
do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu và các tổ chức quốc tế khác như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ này, viết tắt là USCIRF, Ủy ban Nhân quyền Quốc Liên Hợp Quốc HRC v.v. để xuyên tạc vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, cướp đất đai của người dân tộc thiểu số, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, v.v. Chúng coi đó là cái một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, lợi dụng kích động chống phá từ bên trong, trong đó nổi lên một số hoạt động vi phạm pháp luật đáng chú ý. Hoạt động tổ chức tuyên truyền của tổ chức MCC này, từ khi thành lập đến nay, MCC đã lén lút móc nối với một số đối tượng ở trong nước như Điểu Khen ở Bình Phước, Mang Đây ở Khánh Hòa, Đinh Thành Quy ở Quảng Ngãi, Y Chiến, Nay Y Ní, Nay Y Brang, Nay Y Phê ở Phú Yên, Cơ Sa, Ha Bô, Ca Điệp ở Lâm Đồng, Aga A Đảo ở Kon Tum, v.v. Đấy. Bọn chúng triệt để lợi dụng việc một số bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số cái trình độ dân trí còn chưa cao, những cái phong tục tập quán còn lạc hậu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, và thông qua không gian mạng Facebook, Zalo, Messenger, WhatsApp tăng cường hoạt động tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng vào cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là với số phun rô tù tha, số còn đi theo cái đạo Tin Lành Đề Ga để thành lập Tin Lành Đấng Christ tại Việt Nam, viết tắt là ECCV. Chúng tìm cách lừa đảo mị dân với giọng điệu tuyên truyền sặc mùi phản động rằng những hệ phái được nhà nước cho phép hoạt động là đạo của người Kinh, đạo của nhà nước. UMCC mới là đạo của dân tộc thiểu số. UMCC có cùng chung mục đích với các tổ chức phun rô, đó là đấu tranh đòi quyền lợi thành lập nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số. Theo UMCC sẽ được bảo vệ, quan tâm giúp đỡ. Này, nếu sau này nhà nước Đề Ga thành công, những người tham gia sẽ được chia đất đai, nhà cửa, tài sản, phong chức tước, đấy, nhà lầu xe hơi, vân vân. Chúng chỉ đạo số bên trong củng cố tổ chức, bầu bạn ban chấp sự UMCC, tập trung phát triển tín đồ là người dân tộc thiểu số ở Phú Yên cũng như các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số khác, không riêng gì ở miền Trung Tây Nguyên mà cả ở phía Bắc. Riêng ở Phú Yên ấy, cũng đã có hơn 30 người bị tuyên phạt, bị tù hoặc là án treo bởi vì tham gia tổ chức lôi kéo người khác vào cái tổ chức UMCC này. Những cái hoạt động tuyên truyền vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, nhân quyền, chúng lợi dụng các vấn đề về lịch sử, đất đai và cuộc sống khó khăn của một số bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số để vu cáo nhà nước phân biệt, đối xử, đàn áp người dân tộc thiểu số, ép người dân tộc thiểu số phải bỏ đạo, bỏ văn hóa dân tộc, hòa nhập với cuộc sống văn minh của người Kinh. Đấy. Lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo, giải quyết vấn đề khiếu nại tố cáo ở vùng dân tộc thiểu số để tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin vào chính quyền. Chúng chỉ đạo cho số bên trong thu thập cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về tình hình tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở trong nước để tập hợp báo cáo các tổ chức quốc tế về và Liên Hợp Quốc, gây sức ép làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế thời gian qua cho thấy số đối tượng theo cái tổ chức UMCC ở huyện Sông Hinh đã trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do RFA, cung cấp hình ảnh, tài liệu, thông tin về việc lực lượng chức năng xử lý vì có hoạt động liên quan đến UMCC này cho A Gang ở Mỹ,
nhằm xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền trong nước. Đối tượng A Găng sử dụng Facebook, phần mềm WhatsApp này, tổ chức các buổi giao giảng trực tuyến với số đối tượng ở trong nước, tuyên truyền rằng ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng tôn giáo, yêu cầu số theo UMCC cầu nguyện cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có nhiều quyền tự do tôn giáo. Đối tượng EQ Brad lập nhiều tài khoản Facebook, EQ Buôn Rắp Người Thượng Vì Công Lý này, cái tài khoản đấy, cái kênh YouTube kênh MSFG News chia sẻ nhiều bài viết của tổ chức phản động Việt Tân BPSOS Người Thượng Vì Công Lý đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là cái việc làm của bọn chúng. Bọn chúng còn hoạt động hỗ trợ tài chính, đào tạo kỹ năng đối phó với chính quyền. Số cầm đầu cốt cán bên ngoài đã tìm cách gửi tiền, phương tiện và đào tạo kỹ năng hoạt động để tạo niềm tin và lên dây cót tinh thần cho số ở bên trong. Y Hin đã gửi tiền, máy tính, sách tay cho A Đảo, Đinh Ủy, Iroi Brong ở trong nước. Aga còn hứa hẹn sẽ hỗ trợ tài chính, phương tiện, máy móc, máy tính, điện thoại di động, máy quay phim, chụp hình, vân vân cho số ở Đắk Lắk và huyện Sông Hinh để hoạt động đầu tháng 11 năm 2019. Cái tổ chức UMCC móc nối với Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển, viết tắt là BPSOS, để tổ chức hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin tại Thái Lan, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và tổ chức huấn luyện đào tạo cho số tham gia hội nghị, chủ yếu là cái số đối tượng thù địch chống đối Việt Nam, trong đó có một số đối tượng UMCC như EQ Brad, Efric Hờ Đon ở Thái Lan, nay Y Nỉ ở huyện Sông Hinh, Phú Yên. Ngoài ra chúng còn triệt để lợi dụng Internet để viết bài, tán phát tài liệu, đào tạo trực tuyến cách thức hoạt động cũng như cách thức đối phó với cơ quan chức năng. Đến nay, UMCC chưa được nhà nước Việt Nam công nhận và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, nên mọi hoạt động liên quan đến tổ chức UMCC đều là hành vi vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp đúng theo quy định của pháp luật. Cần khẳng định rằng nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, nhưng ở bên cạnh đó cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, gây mất an ninh trật tự một tín đồ tôn giáo, đồng thời là công dân của Việt Nam khi thực hiện cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân trên cơ sở pháp luật. Không một tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia dân tộc. Vì vậy, mỗi chức sắc tín đồ là người dân hãy đề cao cảnh giác, kịp thời tố giác, ngăn chặn cái hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Đó cũng là cách để bảo vệ mình, bảo vệ xã hội và bảo vệ tôn giáo chân chính. Đó.